Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức dàn sao Việt khoe sắc trên thảm đỏ WeChoice Awards. Đông đảo sao Việt đã có mặt tại sự kiện WeChoice Awards 2015. Trong lễ trao giải WeChoice Awards tối nay 26 tây tháng 1 do kênh 14 tổ chức, được diễn ra tại Game Center đã thu hút đông đảo sự tham gia của các nghệ sĩ Việt. Nhà báo Diễm Quỳnh, Lương Mạnh Hải có mặt từ khá sớm trên thảm đỏ. Nam diễn viên khá thích thú với lễ trao giải vô cùng hoành tráng này. Á hậu Dương Chương Thiên Lý, Ngọc Thảo nữ tính bên cạnh bạn trai Andy. Riêng Phở vẫn lẻ bóng một mình. Cường Sơ Vinh bảnh bao với vét. Chị em Yến Trang Yến Nghi với phong cách thời trang đối lập. Miu đầy nữ tính trên thảm đỏ. Thủy Tớp, Á hậu Diễm Trang, Quỳnh Anh Xin với phong cách nổi loạn. Cá có thể nhận ra hot girl Hà Thành trong chiếc khuyên mũi cá tính này. Sam lộng lẫy với chiếc váy đuôi cá cách điệu của một nhà thiết kế trẻ. Ưng Hoàng Phúc, Đỗ Hiếu, Kỳ Hân, Sĩ Thanh, Minh Trung Lê Hà, Trương Mỹ Nhân dịu dàng khi diện áo dài truyền thống. Xuân Đăng Dũng và Sunny Hạ Linh, Sơn Đòn và Ari Anh Tấn, ca sĩ nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, nhà thiết kế Tuấn Trần. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.